nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam do giáo sư tiến sĩ Park Quang Chu dẫn đầu đang ở thăm Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nghe đại diện Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam báo cáo về tình hình hoạt động của hội. Đây là tổ chức tập hợp các nhân sĩ và doanh nghiệp có tình cảm với Việt Nam, được thành lập vào năm 2003 tại Busan, Hàn Quốc. Hoạt động chính của hội là giúp đỡ các sinh viên, người lao động, cô dâu Việt Nam ở Busan. Hội cũng tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các đoàn Việt Nam sang thăm Busan để giao lưu hữu nghị. Với những nét tương đồng về lịch sử, văn hóa hai nước, Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam mong muốn hai bên sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiều hoạt động giao lưu văn hóa phong phú, thiết thực, cũng như thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao các hoạt động của Hội những người Hàn Quốc yêu Việt Nam trong việc góp phần làm cho nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống, văn hóa của nhau, đặc biệt là chặng đường hơn 10 năm để tập hợp được những người Hàn Quốc yêu Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam và Hàn Quốc có sự gần gũi và gắn bó khi cả hai nước đều có hàng trăm nghìn người dân đến làm ăn, học tập và sinh sống. Đặc biệt là các cô dâu Việt Nam ở Hàn Quốc rất đông, sẽ là những thuận lợi để hai bên tiếp tục có những hoạt động tăng cường hợp tác trên mọi lĩnh vực. Đánh giá về quan hệ hai nước, Chủ tịch nước cho rằng, so với lịch sử mỗi quốc gia, dân tộc, chặng đường quan hệ ngoại giao và hợp tác giữa Việt Nam, Hàn Quốc không phải là dài, nhưng hợp tác về chính trị, kinh tế và văn hóa giữa hai nước đều đang phát triển tốt đẹp. Trên nền tảng vững chắc đó, chắc chắn quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần đóng góp vào sự phồn vinh của mỗi nước, tích cực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.